Ok, trận đấu giữa Minh Phúc Hải Phòng và Quốc Học. Đây là trận đấu thứ hai, điểm đang là 5-1 cho Minh Phúc. Minh Phúc có tốc độ di chuyển rất nhanh và cứu cầu rất tốt. Hùng cũng đang rất lo lắng, có thể cứ theo đà này thì đúng là Quốc Học sẽ thua. Tốc độ di chuyển của tay vợt đến từ Hải Phòng rất nhanh. Quốc Học đang có vẻ bị chuột rút hay bị gì đó. Ok, anh Vũ Trung Thành năm nay cọ sát thì năm nay lần đầu tiên thi đấu giải đấu chuyên nghiệp như này. Với cả là đa số là cầu tự tập thôi. Từ bây giờ kể đi trở đi nếu mà vào bộ đội tuyển cầu lông bộ công an thì sẽ được các anh tập cho nhiều. Nãy phông mấy quả toàn ra ngoài, bây giờ ke tay không dám phông sâu anh ạ. Phông sâu sợ ra ngoài. Chém hay thế nhỉ. Wow. 6-1 cho Minh Phúc. Di chuyển hay thế nhỉ. Người công nhận. Cua. Về cầu đẳng cấp chưa kìa. Quá khen cho tay vợt Minh Phúc Hải Phòng. Ok, đúng rồi ạ, thua sau trận đấu này Quốc Học sẽ rút ra nhiều điều, phải cố gắng hơn rất là nhiều. Cầu vẫn trong sân, cảm giác của tay vợt Minh Phúc quá tốt. Gần như không có đường cầu ra ngoài cả. 8-1 cho Minh Phúc rồi. Rất cố gắng nhưng không qua lưới. 9-1 cho Minh Phúc Hải Phòng. Không qua lưới. Điểm 11 cho Minh Phúc. Đánh theo lối nếu cứ từ từ an toàn như trước thì cũng vẫn thua thôi. Bởi vì Phúc nó di chuyển tốt lắm. Cầu ngoài sân. Đập cầu rất bất ngờ. Đội vợt Minh Phúc quá chuẩn cầu. Rồi phong lao từ Quốc Học. Điểm rút ngắn 3-10. Không sao, muốn thành công thì phải thất bại đủ nhiều. Đây mới là lần đầu tiên Quốc Học tham gia giải đấu chuyên nghiệp như này thôi. Nhưng chưa có điều gì cả. Quốc Học vẫn còn rất trẻ, mới sinh năm 99 thôi. Rất hay. Được cầu ngoài sân, hơi vội vàng rồi. Trận đấu thứ hai, nửa trận đấu đã trôi qua, điểm 11-3 cho Minh Phúc rất xuất sắc. Minh Phúc đang áp đảo Quốc Học. Cú này 2000. Nó đánh hay hơn nhiều giải, hay hơn giải trước nhiều thật. Nó lên nhanh. Ừ thiết, Hải Phòng nó đánh hay hơn thật. Đánh chuẩn cầu lắm. Giờ một khi cầu cứ chuẩn rồi cứ thế nó đánh. Học phông ra ngoài mấy quả bây giờ sợ không dám phông. Không dám phông mạnh, không dám hất mạnh. Giờ ke tay rồi. Sợ ra ngoài. Đập sợ nhá. Nhanh thật. Đuổi điểm 41 cho Quốc Học. Minh Phúc gặp Tiến Tuấn là đều hơn. Đội tấn công cho Quốc Học vẫn cứu được kìa. Rất hay. Điểm rút ngắn 5-11 cho Quốc Học.
Cố lên nào, thua thì cũng không được thua sau. Bình tĩnh. Ok, set thứ hai nha Quang Huy ơi. Vũ Học đang bị dẫn trước 11-5. Set thứ nhất cũng thua khá sâu. Một pha cầu nghĩ là khá đơn giản nhưng đã mất điểm rồi. Ok, Phạm Hiệp đây là giải đồng đội nha, đánh vòng tròn nha. Đánh vòng tròn tính nhất nhì bảng, nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Chém cầu hay thì Quốc Học 26-12. Hello Quang Huy, Quang Huy cố gắng tập luyện thật tốt để đánh bại những tay vợt như Minh Phúc này nha. Quang Huy là em của Quốc Học đang tập trên đội tuyển cầu lông Việt Nam, cũng tập cùng đội Minh Phúc này luôn. Quang Huy được đánh giá là người có một trong những vận động viên trẻ có bước di chuyển nhanh nhất của cầu lông Hà Nội. Chém cầu hay thế nhỉ? Đúng rồi anh Lê Quân này, 5 nội dung nhưng em tin là Bộ Công an vẫn ăn. Quốc Học có thua trận này nhưng Bộ Công an vẫn sẽ ăn. Em tin là thế. Học tập trung em ơi, cố lên. Điểm rút ngắn 83 cho Quốc Học. Vẫn rất tiếc cầu ngoài sân. Ok, Mitty, cô học tự tập nhưng mà từ bây giờ nếu mà vào đội Bộ Công an thì sẽ được tập chuyên nghiệp hơn. Thì cô học thời gian sau mà trở lại thì có lẽ sẽ hay hơn rất là nhiều. Nói chung là 50-50 Hải Phòng Bộ Công an đúng không? 5 trận thì đúng là 50-50 thật, nếu mà thắng cũng chỉ có thể thắng 3-2 thôi. Thủ cầu rất hay được Quốc Học, một pha thủ cầu đầy cảm giác. Điểm rút ngắn 9-14 cho Quốc Học. Cầu ngoài sân. Bắt đầu có những pha cầu không chính xác đến từ Minh Phúc. Điểm rút ngắn 10-14 cho Quốc Học. Cố lên nào, điều bất ngờ luôn xảy ra thì chúng ta tập trung. Rất bình tĩnh từ Quốc Học nhưng cầu ra ngoài sân mất rồi. 15-10 cho Vũ Minh Phúc Hải Phòng. Cầu ngoài sân. 11-15 cho Quốc Học. Cố lên nào. Hay là Minh Phúc bắt đầu không chuẩn cầu rồi. Quốc Học chỉ cần lì thêm chút nữa thôi. Mẹ sát thế. Mẹ đấy kiểu gì mà sát nhỉ? Quá sát luôn. Nhìn như kiểu không qua ấy. 16-11. Qua cầu hay từ Quốc Học. 12-16. Đánh trái tốt lắm. Đập cầu rất căng vào. Nhìn gầy gầy này thôi nhưng đập rất căng. 17-12. Tự hỏng rồi. 18-12. Cao rồi. 19-12 cho Minh Phúc. Còn 2 set đấu. Khoảng cách khá cách biệt dành cho Minh Phúc. Quốc Học sẽ phải còn học hỏi nhiều, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đánh cầu rất tự tin được Minh Phúc, một chút nữa thì cầu qua lưới. Nhưng pha cầu rất khó được vận động viên này thực hiện. Rất chân chu. Đầu điểm 13-19 cho Quốc Học. Cầu ngoài sân 14-19. Nhưng đây là những điểm số cuối cùng rồi.
để lộn dầu dòng trận đấu này thì rất khó. Trên sân số 4, trận đôi thứ hai, Như Thảo, Thu Minh đại diện đội Hà Nội, Thùy Linh, Bé Trâm đại diện đội Đồng Nai điều hành trận đấu trong thời chiến. Đó là pha chém cầu sở trường của Minh Phúc. Pha chém cầu rất khó. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu 20-15 cho Minh Phúc. Thủ cầu không thành công. Quốc Học thất bại trong vòng 2 set. 21-15 set đấu thứ hai.